Các ngươi lạm dụng thiên quy thần chứ, không xứng đáng làm thiên. Dừng tay. Ta là vương mẫu của thiên đình Dương Tiễn, chỉ cần ngươi đồng ý lên trời trở thành thần, không xâm phạm tới thiên đình nữa, dùng thần pháp bảo vệ Linh Châu, không được phép làm loạn tam giới nữa, cũng xem như thay giao cơ chuộc tội, thiên đình sẽ có thể xá miễn cho nàng ta. Mẹ ta, ta tự cứu, xem ai dám ngăn cản ta. Thành thiên vô vị, nếu như bà muốn có thông minh Linh Châu thì tự đi mà lấy. Rất lâu về trước, yêu ma làm loạn, thiên thần hạ giới trừ yêu, khiến cho trần gian sinh linh lập than. Cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn kết thúc trận chiến, đồng thời đem phong linh tam giới luyện thành một viên thông minh Linh Châu, phong ấn thần giới, giao cho đệ tử là Cộc Trĩnh Chân Nhân cất giữ bảo vệ. Nếu như không phải người có Linh Châu phù trợ, ta sớm đã lấy mạng nhà ngươi rồi. Nương tử, nương tử, nương tử, vẫn là ta nên đi mời bà đỡ về. Không được, không được, không yên tâm. Đã là một ngày một đêm rồi đó nương tử, vậy cũng không được. Nương tử, phu quân, đặt một cái tên cho con chúng ta đi. Phương Bằng Tiễn Phúc, gọi là Dương Tiễn đi. Nhị Lăng Thần Chi Tam Mục. Để mau trốn cho kỹ, ta sẽ tìm thấy đệ đấy. Một, hai, ba. Bốn. Để trốn cho kỹ nha, ta tìm thấy đệ đấy.
Ta tới tìm đệ đây. Phim được thuyết minh bởi tvhay.org. Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, nóng quá, nóng quá, nóng, nóng, nóng quá, nóng. Quỳnh không sao chứ? Nóng. Tiểu ca ca, Quỳnh khó chịu ở đâu sao? Nước, nước, nước. Nước khát quá. Nước. Đâu? Tiểu ca ca, Quỳnh đỡ hơn chút nào chưa? Nhị Năng, mẹ. Nhị Năng, mau ngồi dậy đi con. Mẹ, không sao chứ? Không sao ạ. Tiểu cô nương, cháu tên gì vậy? Cháu tên là Quả Di. Quả Di, cảm ơn cháu nha. Nào, mẹ đưa con về nhà. Sau này ta có thể tìm hội đi chơi được không? Được. Nào, chậm thôi. Mẹ đã sớm nói với con rồi. Một khi xuống núi, bệnh của con sẽ tái phát. Sau này tuyệt đối không được bước qua cây đại thụ đó nửa bước. Biết chưa hả? Con nhớ rồi mẹ à. Nào, mau ăn đi con. Quên xem, quên xem. Mười lăm năm sau, dì Lan ca. Nhị Lan, cẩn thận chút đi. Này, Nhị Lan, ta nói đệ sao toàn chọn hết quả ngon thế hả? Mấy quả của Quỳnh cũng ngon mà. Mấy quả hồng này của ta đều nát hết rồi. Hồng mà, quả nát càng ngon. Đại ca, mấy quả hồng này của người ta có phải là cho mình ăn đâu. Đương nhiên là phải chọn những quả ngon nhất rồi. Chính là mùi biết điều. Hóa ra là cho cha mẹ à. Nhị ca, Quỳnh hái xong mấy quả hồng này rồi cũng không có cách nào xuống núi. Sao Quỳnh đưa cho người ta đây? Ta
Tự có cách của ta mà. Muội đưa đây. Không đưa. Quỳnh, không phải chứ, ta nói này, hóa ra những quả hồng này của đệ không phải là cho cha mẹ sao? Người ta là để cho ta. Nhị Lan ca, Nhị Lan ca, sao bây giờ Quynh mới tới hả? Lúc nãy đi hái hồng cho muội đây, mau ăn đi, tươi cả đấy ngon lắm. Cô nương, tiền thừa của cô đây. Cô nương, nhà chúng ta đổ ấm trà mới lúc nào vậy? Hôm qua không phải là dì đang lại pha trà sao? Mẹ, nói gì con đấy? Mẹ con đang pha trà cho ta. Mẹ, chúng ta không phải đã nói sẽ cùng nhau xuống núi mua ấm trà rồi sao? Sức khỏe của con không tốt, đừng cứ mong muốn xuống núi nữa. Đấy đều là chuyện lúc nhỏ rồi, bây giờ con đã lớn rồi mà. Mẹ con cũng vì muốn tốt cho con thôi. Không cho phép xuống núi cũng được xem là chuyện tốt sao? Phu quân, thiếp nghĩ rằng chúng ta cần trông coi Dĩ Lan chặt hơn nữa. Ta nói này, con nó cũng lớn rồi, nếu nó không làm ra chuyện gì khác người thì cứ để cho nó đi đi. Hồn phi phách tán, hồn phi phách tán, hồn phi phách tán. Không phải là kẻ cầu được có con thì là cầu được giàu có. Hoàn thành tâm nguyện giúp người phàm, căn bản không tăng thêm tu vi được là bao. Tỷ tỷ, hắn là ai vậy? Vì sao tỷ cả ngày mong nhớ hắn? Không phải là mong nhớ, là bắt đầu từ giây phút ta tu luyện thành người liền thường xuyên mơ thấy hắn. Ta cũng không biết mình rốt cuộc có quan hệ gì với hắn ta. Tỷ tỷ, tình làm tổn thương người cũng làm tổn thương yêu. Tu hành của chúng ta không đủ, nếu vừa có những ý nghĩ linh tinh gì đó, thứ đáng giá nhất trên người cũng chỉ còn lại là lớp da này thôi. Ta nói cho người biết, cho dù thành tiên, chứ gặp động lòng phàm, lớp da này cũng sẽ chẳng giữ nổi đâu. Nói bao nhiêu lần rồi, đây là đồ ta trộm được từ chỗ môn hạ của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, là bảo bối có được từ tay của ông ấy. Nếu như ngươi làm hỏng rồi, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Cũng có biết sử dụng thế nào đâu, còn bảo bối gì chứ. Nhị Lan, Nhị Lan, để không đợi ta được sao? Không cho ta xuống núi, không cho ta xuống núi. Nhiều năm như vậy rồi cũng không cho ta xuống núi hay sao? Nhị Lan, đệ muốn cái gì mẹ đều sẽ mua cho đệ. Cả cái đó
mẹ không mua được. Dĩ Lan, để không thể đợi ta được sao? Thật sự linh nghiệm như vậy sao? Hay là tôi mua thêm một nén hương nữa? Con trai của tôi đang bệnh nặng lắm. Người ta là để ý ông có thành tâm hay không, chứ không phải để ý chút hương đó của ông đâu. Tôi nói cho ông biết, lúc trước chơi có Trịnh Toàn đều què hết rồi mãi vẫn không đi được. Lúc đầu hắn ta cũng không tin. Sau đó hắn ở chỗ đại thiên đó thắp một nén hương, ông biết sao không? Chân của hắn một lúc đã khỏe hẳn còn đứng dậy được. Ông nói xem có linh nghiệm biết bao. Linh nghiệm vậy sao? Ừ. Ông xem người ta kìa, đây mới gọi là thắp hương sao? Ừ, quả thật là cao hương. Tỷ tỷ, uống trà đi. Chuyện gì vậy? Nguyện lực lớn như vậy sao? Cầu xin nương nương, con đã hơn 50 tuổi rồi, nhưng con vẫn muốn có một đứa con trai. Nương nương phù hộ cho con. Tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ xem kìa, đã lớn tuổi như vậy rồi vẫn còn muốn có con. Mị Nhi, ở đây giao cho ngươi. Ta đi tìm Linh Châu Tam Giới trước. Nó đã lạc vào nhân gian nghìn năm. Ta và ngươi ở đây cũng 20 năm rồi mà vẫn không thu hoạch được gì. Nhị Lăng, hay là bỏ đi, ngộ nhỡ bệnh tái phát, mẹ sẽ trách mắng đệ đấy. Quên, đừng có lo cho ta. Dị Lăng, đại ca, để thành công rồi. Để thành công rồi. Thành công rồi. Dị Lăng, để phải đi nhanh về đấy nhá. Biết rồi, ở đó đợi đệ. Gâu gì mà gâu, bệnh hả? Tiểu Hắc, Quả Nhi, Dĩ Lan ca. Dĩ Lan ca, sao cô lại tới đây? Mấy ngày nay không gặp muội, ta nhớ muội quá. Cha muội lại bệnh nặng rồi, muội không có cách nào đi tìm huynh được. Không phải trên người của huynh có bệnh sao? Sao huynh lại xuống núi vậy? May mà có này. Đây là cái gì? Bùa bình an. Bùa bình an. Ta nghe nói có người trên núi giúp mọi người hoàn thành tâm nguyện của mình. Ta nhờ người xin giúp đấy, vô cùng hữu dụng. Suốt đoạn đường ta đi không có xảy ra chuyện gì cả. Sau này có nó rồi, ta có thể thường xuyên xuống núi tìm muội đi chơi. Ừ. Này, hồng vừa mới hái hôm nay, ngọt lắm. Quả Nhi, Quả Nhi, cha gọi muội rồi. Quên về trước đi. Được. Cảm ơn dì Lan ca. Cha, để con. Quả Nhi, đây là hồng ai cho con vậy? Nhị Lan ca tặng con đấy. Nhị Lan ca nhà ai cơ?
là nhà ở trên đỉnh núi. Đỉnh núi. Quả nhi à, gia đình đó cô quái lắm. 20 năm trước bỗng nhiên chuyển lên núi ở, chưa từng qua lại với người trong thôn. Ta thấy chúng ta vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn. Mẹ, mẹ, sao mà về buồn như vậy chứ? Lúc nãy con đi chặt củi bị trèo chân, đại ca phải cõng con về. Vâng, để dành bát cơm cho hai con đấy. Cảm ơn mẹ. Ca. Mệt quá, nghỉ chút đi. Được. Nước này lạnh thật đấy. Bùa bình an này có tác dụng thật đấy. Đợi một lát. Cất nó vào đây đi. Mùi khéo tay thật. Nếu như mẹ mùi còn sống thì thật tốt. Sau này ta sẽ yêu thương mùi như mẹ của mùi vậy. Ừ. Hy vọng bệnh của cha có thể mau chóng khỏi. Hay là ta cũng lên núi xin giúp cha mùi một lá bùa. Sao thế? Cha mùi nói bảo mùi ít qua lại với huynh. Trời không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi. Mẹ, chiêu gì? Dị Lăng. Mẹ. Mẹ, cơm đã làm xong chưa? Xong rồi. Con chặt nhiều gỗ như vậy chắc mệt lắm rồi hả? Không mệt. Đại ca, đi lấy nước à? Ta nghe nói 20 năm trước có thần đồng hạ phàm. Có phải có chuyện này không? Thần đồng giáng trần sao? Chưa từng nghe nói. Nhưng mà có một nhà chuyển tới đây 20 năm rồi, nhưng vẫn luôn ở trên núi. Rất kỳ lạ. Lão bá không sao chứ? Không sao, đa tạ cô nương. Lão bá, ông có biết trên núi này có một gia đình sinh sống? Nhà bọn họ có thần đồng hạ phàm sao? Thần đồng là chuyện 20 năm trước rồi. Lão bá, cha, này, chậm thôi.
Quả nhiên, con đã gặp người nhà của Nhị Lang chưa? Sao vậy cha? Hôm nay có người đến thôn hỏi thăm bọn họ. Con nói gì mà thần đồng hạ phàm? Ta nghĩ nhà bọn họ nhất định đã có kẻ thù gì. Nếu không thì cũng chẳng cứ ở mãi trên núi. Sau này không cho phép con gặp cậu ta nữa. Nói không chừng nhà bọn họ sẽ gây ra đại quả gì đó. Quả Nhi, buổi sao vậy? Cha Bùi không cho phép Bùi gặp Quỳnh nữa. Vì sao chứ? Nhà Quỳnh 20 năm trước chuyển tới đây đúng không? Đúng thế. Sao vậy? Các Quỳnh trước giờ không qua lại với người ngoài. Nhưng gần đây là có người đến hỏi thăm tin tức của nhà các Quỳnh. Còn nói những chuyện kỳ quái như là thần đồng hạ phàm. Cha Mùi nghĩ rằng các Quỳnh nhất định là đang trốn tránh ai đó. Sao có thể chứ? Cha mẹ của ta từ khi ta còn nhỏ đã ở bên cạnh ta rồi. Cả nhà ta đều bình an vô sự, làm gì có tai họa gì. Vậy tại sao các Quỳnh vẫn luôn ở trên núi vậy? Đó không phải là vì cho mẹ ta nói ta cứ xuống núi là bị bệnh hay sao? Điều này không phải là Mùi cũng biết hay sao? Còn những cái khác thì ta cũng không biết nữa. Đây còn có thể là vì sao chứ. Vậy mua ở đây đi. Bây giờ ta sẽ về hỏi xem. Nương tử, nàng nói xem, bây giờ các con của chúng ta cũng lớn rồi. Ta nói có những chuyện chúng ta nên nói cho bọn trẻ biết đi. Vẫn là đợi chúng trưởng thành rồi sẽ nói. Bây giờ mà nói thiếu sợ sẽ gây ra chuyện. Nhị Lăng, có chuyện gì muốn nói sao? Mẹ, mẹ và cha có phải là 20 năm trước mới chuyển đến đây không? Đúng thế, sao vậy? Vậy mẹ nói thật cho con biết đi. Chúng ta sống ở đây có phải là vì trốn tránh tai họa gì không? Nhị Lăng, năm đó quê nhà xảy ra thiên tai, vì thế chúng ta mới chuyển đến đây ăn cư. Vậy tại sao chúng ta không qua lại với những người trong thôn? Mẹ không phải là vì lo lắng trên người của con có bệnh lạ hay sao? Mẹ lo lắng người ngoài sẽ lan truyền chuyện này. Vậy cha mẹ có biết 20 năm trước trong thôn này có một thần đồng hạ phàm không? Con muốn nói là thần đồng hạ phàm sao? Không phải chính là chị Lan thần nhà chúng ta hay sao? Từ nhỏ con đã thông minh lanh lợi, như thế không phải là thần đồng hạ phàm sao? Vậy tại sao? Được rồi, chị Lan, đi tìm đại ca của con làm việc đi. Ta và mẹ của con còn có chuyện cần làm. Đi thôi. Nhìn gì mà nhìn, mau cho tầm có bụi ăn đi. Nhị Lăng ca, Mùi nói đúng. Ta nghĩ mẹ chắc là có chuyện muốn giấu ta. Nhưng mẹ không nói cho ta nghe, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Chuyện này nếu như không làm rõ, cha sẽ không cho chúng ta ở cùng nhau đâu. Vậy phải làm sao đây? Cha, lão bá, sao cha lại đến đây? Cha thấy trời âm u nên mang dù đến cho con. Của nhà mình thì tự trồng đi. Lão bá, để cháu đi ạ. Không cần, tôi tự biết trồng. Để cháu giúp cho. Cậu buông tay đi. Cha, cậu mau đi đi. Sau này đừng đến gặp quả Nhi nữa. Lão bá, cháu là thật lòng thích quả Nhi. Cháu sẽ không làm chuyện gì có hại cho cô ấy đâu. Cậu đừng có mà ở đây nói lằng nhằng. Cậu mau đi đi. Mau đi đi. Cha,
quả gì à? Cha không thể giao con cho một kẻ không có rõ ràng được. Cha, vị Lan Ca Quỳnh ấy là thật lòng yêu thương con mà. Không giấu gì cha, con chính là muốn gả cho Quỳnh ấy. Không được, tuyệt đối không được. Nếu như con thật sự muốn như vậy, cha sẽ chết trước mặt con. Cha. Tiểu quả gì, con thề cho cha, con sẽ không gặp mặt cậu ta nữa, cũng tuyệt đối không gả cho cậu ta. Con nói đi, con nói đi. Tỷ tỷ à, ta theo sau hắn vào núi. Ta thấy hắn trong chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu. Tối tiền kính cũng tự nhiên mất đi phản ứng. Xem ra là có cao nhân bảo vệ cho hắn rồi. Cao nhân đó nhất định là có liên quan đến Linh Châu. Vậy thì có cách nào có thể dụ được cao nhân đó xuất hiện không? Nếu như có tình cảm với cô nương đó, chi bằng cái này, hôn sự này chúng ta e rằng không thể đồng ý được. E rằng chuyện này ông bắt buộc phải đồng ý rồi. Ta không đi, thả ta ra. Ngươi thả ta ra. Cha, con không đi đâu. Các người thả con gái của ta ra. Cha, tỷ tỷ chính là hắn đấy. Cha, có thể gả con gái cho ta là phúc phần của cô ta. Cha, con không đi đâu. Các người thả con gái của ta ra. Các người đây là cưỡng bức dân nữ. Đánh hắn cho ta. Cha, đưa đi. Đưa cô ta đi, mau lên. Vị Lan Ca, thả quả nhi ra. Tiểu tử nhà ngươi là ai? Ta là Dương Thiển. Lùi lại, lùi lại mau. Muốn lão già nhà các ngươi sống thì lùi về sau. Tránh ra cho ta. Cút đi cho ta. Cút mau. Cút đi, cút đi. Cút hết đi. Cha, đừng cút đi cho ta. Cha chưa có bị thương ở đâu không? Tiểu tử nhà ngươi đợi đấy. Một đám phế vật. Tố tiền kính nếu như đã không có phản ứng, không dụ được cao nhân ra ngoài, không được bước dây động rừng, và chúng ta sẽ tính kế lâu dài. Cô nương, cô vẫn là nên chuẩn bị lo cho hậu sự của cha cô đi. Tiên sinh, ông hãy nghĩ cách khác xem. Tiên sinh, xin ông hãy cứu ông ấy. Tình hình này ta không có cách nào để cứu vãn được. Tiên sinh, cha, cầu xin ông đấy. Xin ông hãy cứu ông ấy. Cha, ta thật sự là không còn cách nào khác. Trừ khi, trừ khi gì? Trừ khi có linh chi nghìn năm. Bằng không thì tuyệt đối không được. Linh chi nghìn năm. Tiên sinh, linh chi nghìn năm này ta phải đi đâu mới có được? Ta từng nghe nói trên vách núi đá của núi Ngọc Bình có linh chi ngàn năm. Chỉ là nơi đó vô cùng nguy hiểm, người thường đi có mạng đi cũng chẳng còn có mạng về. Cáo từ. Cha, cha, đợi ta trở về. Vị Lan Ca, thank you.
Cũng khỏe thật đấy. Ngươi là ai? Ta là Dương Tiễn. Dương Tiễn? Linh Chi? Muốn có Linh Chi sao? Không sai, ông tránh ra. Mơ đi. Làm phiền bổn tiền tu hành, lại còn có muốn lấy bảo vật của ta sao? Ông là thần tiên sao nào? Không giống hả? Ta lấy để cứu người đấy, cần dùng gấp. Ngươi là để cứu cha ngươi hay là để cứu mẹ ngươi? Ta không có thời gian để giải thích cho ông đâu. Ông tránh ra đi. Lên. Linh Chi này là thần vật, kẻ phàm trần như ngươi muốn lấy là lấy sao? Ngươi nghĩ là dễ dàng có được sao? Đi đi. Ta muốn hái cứ hái đấy, ông quản được ta chứ? Còn cứng miệng sao? Tiểu tử, năm nay vừa bao nhiêu tuổi đấy? Bớt phí lời đi. Vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Tìm được rồi, cuối cùng ta cũng tìm được rồi. Không uổng công ta tìm kiếm nghìn năm. Thật trùng hợp, chính là ở trên người của ngươi. Ông đang nói cái gì đấy? Trong người của ngươi có bộ phiên thông minh Linh Châu. Ta thấy tư chất của ngươi tốt như vậy, ta không giết ngươi. Ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ, đưa ngươi lên trời. Như vậy cũng xem như là ta không mất đi viên Linh Châu. Ta không đi, ta phải lấy Linh Chi. Cái này dễ thôi, dễ thôi. Ngươi chỉ cần bái ta làm sư, Linh Chi đều là của ngươi hết. Ông nói lời phải giữ lời đấy. Chỉ cần ngươi chịu bái ta làm sư. Được. Sư phụ, tại thượng xin hãy nhận con một lại. Tốt, 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 tốt. Phi sư đây, lấy cho ngươi Linh Chi. Linh Chi đây. Ta là ai? Ông lừa ta. Ta là ai? Sư phụ, được, cho ngươi, cho ngươi. Về đi, về cứu người đi. Ta về thế nào bây giờ? Chuyện nhỏ ấy mà. Nào, vị sư làm phép đưa ngươi về. Đi. Quả gì? Cha, Dương Tiễn làm như vậy có thể thấy được cậu ta là một người có tình có nghĩa.
chính là nhà của bọn họ. Cha, chỉ cần cha khỏe lại, cha nói gì con cũng nghe hết. Con lại xuống núi rồi. Không à. Đây là cái gì? Bùa hộ thân của con. Để làm gì chứ? Bùa hộ thân mà, để bảo vệ bình an cho con. Từ khi con có nó, con xuống núi liền không xảy ra chuyện gì. Cái này là bùa hộ thân sao? Và cái này là cái gì? Sao con phải nói cho mẹ biết chứ? Cha mẹ không phải là cũng có chuyện giấu con sao? Mà chỉ là đang lo lắng cho con thôi. Mẹ là sợ con gây ra đại họa. Đại họa ở đâu ra chứ? Từ nhỏ đã đem chuyện này ra dọa dẫm con rồi. Bây giờ con đã lớn rồi, không phải là đứa trẻ 3 tuổi nữa đâu. Túi thơm này là quả Nhi tặng con. Con không hiểu mọi người cả ngày đều lo lắng chuyện gì. Được, con trưởng thành rồi, mẹ sẽ không quản con nữa. Từ hôm nay trở đi, con đừng có mong rời khỏi căn phòng này nữa bước. Mẹ, mẹ, mẹ làm gì vậy? Con cứ ngoan cố đi, không chỉ làm hại đến tính mạng của cả nhà chúng ta, cũng sẽ hại đến tính mạng của quả Nhi người ta. Mẹ, mẹ, mở cửa ra. Nương tử, nương tử, nương tử, nương tử à, nương tử, nương tử. Tiễn gì, nhà ta nó lớn rồi, có những chuyện chúng ta nên nói cho nó nghe đi. Nương tử, phu quân, không phải thiếp không muốn nói cho nó nghe, là thiếp sợ thiếp nói rồi sẽ mang đến đại họa sát thân cho nó đấy. Sao lại nói như vậy chứ? Đây là gì vậy? Ta không phải muốn lo lắng linh tinh. Đây là vết tích mà sau khi thượng giới tuần tra để lại. Trước đây khi mùi xuống núi cũng đã nhìn thấy rồi. Nơi này cách chợ hơn 30 dặm. Thượng giới có lẽ rất nhanh sẽ truy sát đến chỗ của chúng ta. Vậy mở ra đi, như vậy ta có thể ở gần quả Nhi hơn. Ca ca, cô hãy nghe lời của mẹ đi, chia tay với quả Nhi tỷ tỷ đi. Cho dù chúng ta có chia tay đi, trái tim của bọn ta vẫn ở cạnh nhau. Quên xem đây là gì? Búp bê. Đây là Quên mà muội tự tay làm đấy. Vậy con phải đồng ý với ta. Sau này con không được gặp mặt cậu ta nữa. Phim được thuyết minh bởi tvhay.org. Tiểu quả Nhi, con thề với cha đi, con sẽ không gặp mặt cậu ta nữa. Cũng tuyệt đối không gả cho cậu ta. Sau này ta sẽ yêu thương muội như mẹ của muội vậy. Cha, mau dậy đi, mau. Quả gì? Tỷ ấy đang đợi Quân đấy. Dậy đi, mau lên. Đi. Quả gì? Chị Lan ca, Dương thì đã nói hết với muội rồi. Nói mẹ Quỳnh nhốt Quỳnh ở nhà. Còn nói Quỳnh không chịu ăn cơm. Sao Quỳnh lại cáu như vậy chứ? Với tôi của Quỳnh thế nào rồi? Với tôi của Quỳnh sao rồi? Không sao. Ta chỉ cần được nhìn thấy muội, ta sẽ không sao cả.
Quả nhi, cha mùi đỡ hơn chút nào chưa? Rồi, tiên sinh nói Sophia muốn lên chi xong đã khỏe hẳn rồi. Vậy thì tốt. Quả nhi, hay là ta đưa mùi rời khỏi nơi này nha. Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để ẩn nấp. Như vậy chúng ta có thể sống bên nhau cả đời rồi. Vậy cha mùi phải làm sao? Hay là đưa cha mùi đi cùng? Vậy rốt cuộc mùi nghĩ như thế nào? Dì Lan ca, mùi cũng muốn như vậy. Nhưng nếu như chúng ta cứ thế mà đi, vậy mẹ của Quỳnh phải làm sao? Huống hồ bệnh của cha cũng chưa khỏi hẳn. Dì Lan ca, Quỳnh cứ kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa đi. Cha mùi thật ra cũng đã thay đổi rồi. Qua một thời gian nữa, ông ấy nhất định sẽ đồng ý thôi. Nhưng mùi biết không, không gặp được mùi ta khó chịu lắm. Cảm giác mùi ở ngay bên cạnh là không thể nhìn thấy, chỉ có thể nhớ đi nhớ lại dáng vẻ của mùi ở trong lòng. Mùi cũng vậy, chỉ gặp lúc không có Quỳnh sẽ cảm thấy Quỳnh giống như cơn gió bay đi. Mùi sợ mãi mãi sẽ không gặp được Quỳnh nữa. Quả nhiên tình yêu của ta với mùi đã khắc sâu trong tim, cho dù hóa thành tro tàn ta cũng vĩnh viễn không quên được. Phạm nhân đúng là phạm nhân. Ông nói ai phạm nhân đấy? Ông mới là người phiền phức ấy. Lão đầu, sao lại đến đây? Lúc cần ta thì gọi là lão bá. Linh chi hái đi rồi, ta liền biến thành lão đầu rồi. Vì Lan ca, đây là ai vậy? Ông ấy chính là lão đầu hôm đó giúp ta hái linh chi. Lão bá chứ. Lão bá, ta là sư phụ của ngươi đấy. Người hôm đó ngươi cứu là cô ấy sao? Là cha của cô ấy. Lão trượng phu à. Hôm đó đi vội vàng, xin hỏi tiên nhân rốt cuộc là tầng thánh phương nào? Ta là vị tiên thứ 12 của Côn Luân Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng là ngọc đỉnh chân nhân của Ngọc Tuyền Sơn Kim Bá Động, đúng là thần tiên. Hôm đó ta thấy người tư chất phi phàm, mới quyết định nhận cứ làm đồ đệ. Tiên nhân chê cười rồi, ta vốn không phải là người có tư chất phi phàm, mà ngược lại từ nhỏ đã bị quái bệnh. Dương Tiễn, ngươi hoàn toàn không phải bị bệnh đâu, chỉ là bên trong cơ thể của ngươi có một viên thông minh linh châu, không biết cách khống chế mà thôi. Chỉ cần đi theo phi sư tu luyện, đem viên linh châu này tu luyện, mình có thể đắc đạo thành tiên. Ta không cần thành tiên, bây giờ ta chỉ muốn được ở bên cạnh Quả Nhi thôi. Người có biết là có bao nhiêu yêu kiệt muốn giết người đoạt linh châu không? Vậy thì ta càng không cần nữa. Ông mau lấy nó ra đi. Người có biết là người đang nói gì không? Quả gì? Chúng ta đi. Được, ta đồng ý với ngươi. Nhưng mà linh châu quả thực, ông đốt cuộc là có lấy hay không hả? Được, người dám chết thì ta cũng dám chung. Chiêu gì? Mẹ, Dĩ Lan quên sao rồi? Dĩ Lan quên sao rồi? Dĩ Lan quên sao rồi? Dĩ Lan, ta muốn uống nước, ta khát quá, ta muốn uống nước. Ta đi tìm nước cho Huynh. Nước. Ta đi tìm nước cho Huynh. Nước. Ở đây lấy đâu ra nước chứ? Ta đi tìm nước cho Huynh.
Nước đến rồi, nước đến rồi. Ta sau này có thể tìm lại muội đi chơi không? Được. Quên xem đây là gì? Búp bê thật xấu. Đây là Quynh đấy. Vậy thì cũng đẹp lắm. Vừa nãy đi hái hồng cho mùi đấy. Tươi đấy, ngon lắm. Ta đưa mùi rời khỏi đây. Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để ẩn nấp. Chúng ta có thể ở bên nhau cả đời rồi. Mộng Linh, cứ tự ý hạ phàm còn không bao giờ ta chịu trói đi. Ta chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu thôi. Tại sao lại muốn ép ta vào đường cùng? Cứ vi phạm thiên quy, tội không thể tha. Tỷ tỷ, hắn là ai vậy? Vì sao tỷ ngày đêm mong nhớ hắn ta? Quả Nhi, con xem con bị thương còn chưa khỏi, sao lại ra đây làm gì? Nhị Lăng, mẹ thật sự không muốn chia cách các con, chỉ là không muốn nhìn con giống như phi nương đi vào con đường tiến thoái lưỡng nan. Hôm nay nhìn thấy Quả Nhi xả thân cứu con, trong lòng của mẹ vô cùng cảm kích. Mẹ cũng biết con chịu khổ cũng đều là vì cô ấy. Nếu như đã như vậy, mẹ quyết định không ngăn cản con nữa. Mẹ, vị lang quan của ta nhất định phải chăm sóc tốt cho mình, bình an ở bên cạnh Quả Nhi. Ta cũng xem như đã gặp mẹ của Nhị Lan rồi, là một người tốt. Cha cũng sẽ không làm khó con nữa. Đợi sau khi con dưỡng thương khỏi rồi, cha sẽ thu xếp hôn sự cho con. Vâng. Mẹ, vì để bảo vệ tính mạng của con, mẹ buộc phải đưa cha của con rời khỏi đây ngay. Cái này con nhất định phải giữ kỹ. Lúc nguy nan thì hãy đập nó ngay. Mẹ nhất định sẽ tới cứu con ngay. Nhớ kỹ, nhất định không được dùng tiên pháp, nếu không nhất định sẽ hồn phi phách tán. Con biết rồi mẹ. Mộng Linh, đây là nước Vong Tình. Nếu như người quên đi nghiệp duyên, mặc dù chịu sự trừng phạt của thiên đình nhưng vẫn có thể thành tiên. Nếu như chấp niệm không bỏ, chỉ có thể hồn phi phách tán. Ta thà rằng hồn phi phách tán, cũng quyết không quên tình này. Giao cư. Chị Lăng, phòng này vừa tối vừa lạnh, Quỳnh đã tạm thêm chăn nhé. Quả Nhi,
Mẹ ta hoàn toàn không phải không cho ta cưới muội, chỉ là nhị Lăng, mặc dù hai chúng ta chưa chính thức bái đường thành thân, nhưng nếu như Quỳnh đã ở lại trong mắt người khác, chúng ta chính là phu thê rồi. Nếu trong lòng của Quỳnh có chuyện gì, nhất định phải nói với muội. Quả nhiên chuyện hôm nay muội không được nhắc tới với bất kỳ ai, bao gồm cái cha của muội. Chuyện đến nước này, mẹ cũng không muốn giấu con nữa. Ta vốn là giao cơ tiên tử dục giới, tự ý hạ phàm thành thân với cha của con, tự biết đã vi phạm thiên quy, vì thế mà ẩn nấp trong đường núi. Con quả thực không phải mắc bệnh, chỉ là trong cơ thể của con có linh châu tam giới. Con là người trần mắt thịt, không chịu nổi được pháp lực của nó tấn công mới trở nên như vậy. Quỳnh nói đều là thật sao? Quả nhiên, ta thật sự không phải là cố ý muốn giấu muội đâu. Ta cũng là trước khi xuống núi mới biết. Đây không phải giống như chúng ta sao? Sao có thể như thế được? Quả gì? Muội không sao chứ? Chị Lan ca, mọi người đều nói thần tiên và người phàm không thể ở bên cạnh nhau, và chúng ta phải làm sao? Ta không quan tâm, ta vẫn muốn lấy muội làm thế tử. Muội chính là nương tử của Dương Tiễn ta. Quỳnh thật sự nghĩ như vậy sao? Ta chính là nghĩ như vậy đó. Nếu như muốn Dương Tiễn ta không lấy quả nhi, trừ khi khiến ta hồn bay phách tán. Chỉ cần có câu này của Quỳnh, bất luận Quỳnh là tiên hay là yêu, quả nhi đều sẽ gả cho Quỳnh. Ta đã tìm được kẻ thù, nhất định phải kết thúc mối hận này. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, giao cơ đó e rằng đã muốn rời khỏi nơi đây. Cứ đi coi chừng Dương Tiễn đi, đợi ta kết liễu giao cơ bọn chúng rồi quay lại động thủ sao? Đồ Nhi, Đồ Nhi, sư phụ, Đồ Nhi, ngươi đã làm mất Linh Châu. Sư phụ, con sai rồi. Đồ Nhi không nên lừa dối sư phụ. Là Đồ Nhi đã làm mất Linh Châu. Đồ Nhi làm mất mặt người. Đồ Nhi, nếu ngươi không tìm được Linh Châu về, vậy ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi sư môn. Sư phụ, sư phụ. Lạnh không thiền chi? Lạnh. Chúng ta phải đi đâu vậy? Có thể tiện đường cho lão già này đi nhờ một đoạn không? Mẹ, đằng trước có lão ăn mày muốn đi nhờ chúng ta. Ông muốn đi đâu vậy? Qua khoảng hơn 30 dặm nữa. Lên đi. Đa tạ. Nào tránh qua một bên nào. Đi. Nếu như nhị Lan đã ở lại, chúng ta mau tổ chức hôn lễ thôi, định lại danh phận. Được, nào ăn cơm đi. Vâng.
giấy đỏ kìa. Chào Huynh, giấy đỏ bán thế nào thế? Giấy đỏ Nam Quan Tiền, Nam Quan đây. Xem ra hai vị muốn tổ chức hỷ sự sao? Đúng vậy. Lấy bà sắp nhé. Được, chúc mừng hai vị nhé. Đa tạ. Nến này Nam Quan Tiền một cây. Được, lấy hai cây. Được. Cái hộp này đẹp quá. Hộp trang sức này vô cùng tinh tế. Thích không? Có. Cái này bao nhiêu tiền? Cái này 10 quan tiền một hộp. Được. Chúng ta đi thôi. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Tổng cộng 20 quan. Không cần trả lại đâu. Đa tạ hai vị. Hai vị đi thông thả nhé. Không sao chứ nương tử? Không sao. Nào Chiêu Nhi, đi. Một, hai, một. Không được rồi. Tiên sinh, không biết có thể làm phiền đại xe gửi giúp một lát được không? Dễ thôi, dễ thôi. Nào. Nào Chiêu Nhi, một, hai, ba. Một, hai, ba. Đi. Chiêu Nhi, phía trước đi chậm thôi. Này, cảm ơn mẹ. Trong đêm có động tĩnh gì, hai con cũng không được rời đi, nhớ chưa? Con biết rồi mẹ. Thiền Nhi, con không ăn đâu. Vì ca thành thân, chúng ta lại không có mặt, đâu giống như người một nhà chứ. Đứa trẻ ngốc, chúng ta ổn định xong, không phải sẽ đón dì ca con quay lại sao? Và chúng ta không chuyển đi cũng phải như nhau sao? Tại sao phải chuyển đi chứ? Chuyện này là về sau mẹ con sẽ từ từ nói với các con. Con thấy con, nước đến rồi, nước đến rồi. Đây, Ngọc Đỉnh. Đang ăn sao? Thật thơm quá. Ăn vào càng thơm hơn. Này, vậy ta không khách khí nữa nha. Tiểu Lý à, nào, vào đây uống ly rượu hỷ đi. Cha, sao vậy? Xem ra không ai đến chúc mừng rồi. Không cần bày vẽ nữa càng đỡ mệt. Chỉ cần có cha ở đây, chúng con phần bái đường thành thân được mà. Phải. Cha, cha qua đây đi. Bên này. Nào. Cha đi chậm thôi, chậm thôi. Cha chậm thôi. Đây, đây. Cha ngồi đi. Được, được. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Ồ, đây là đang tổ chức hỷ hay sao? Là quan gia sao?
Ngài sao lại đến chỗ tôi vậy? Quan gia à, quan gia, ngài đến uống ly rượu mừng sao? Rượu hỷ phải uống, người thì ta cũng phải dẫn đi. Nghe cho đỏ đi, quan phủ có lệnh, phàm là nhà của Nam Đình đều phải đi lính. Không phải chứ quan gia, ngài đây là làm gì vậy? Đại vương vừa sát phong Tân Phi, chiêu mộ Nam Đình đi xây tẩm cùng. Đưa đi. Quan gia đợi đã. Quan gia à, cậu ấy không phải là con trai nhà ta. Ông coi ta mù sao? Cậu ấy là con rể của ta mà. Con rể? Vừa rồi không phải là mới nhị bái sao? Còn chưa thành phu thê mà. Đúng vậy, chúng chưa thành phu thê, vậy thì càng không tính là nam đến nhà ta rồi. Nhị lang à, ngươi mau về nhà đi. Cha, ta không phải là cha của ngươi. Về nhà tìm cha của ngươi đi. Mau đi, đứng lại. Lão già, đầu óc cũng linh hoạt phết đấy. Không phải đâu, cho ngươi chết đây. Các người muốn làm gì chứ? Cha, 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 cha không sao chứ? Tiểu tử, đừng công cuồng quá đấy. Đừng để bị lạnh nha. Mẹ sao vậy? Không sao, con và ca ca nghỉ ngơi đi. Thiên Hữu, đây. Lão tiên sinh, lão tiên sinh, không biết có thể làm phiền lão nói chuyện một chút được không? Chân nhân, chân nhân, phải cũng để cô nhìn ra rồi. Hai vị mau đứng dậy đi. Phi phụ có một chuyện không phải muốn thỉnh cầu. Ta vốn là giao cơ tiên từ dục giới, cầu xin chân nhân cứu tính mạng cái nhà ta. Cô là giao cơ sao? Cô đã phạm phải tiên điều rồi. Ta tự ý hạ phàm thành thân, tự biết chết không có gì đáng tiếc. Bây giờ biết con trai của ta Chương Thiển gặp nạn, cầu xin chân nhân hãy đưa phu quân của ta và các con bảo vệ họ an toàn. Ta, cái này, Dương Thiên Hữu của ta mặc dù chỉ là một người phàm, nhưng ta không thể để cho một mình nàng ở lại đây gánh chịu hậu quả. Phu quân, nương tử, lúc chúng ta thành thân, vi phu đã nói rồi sẽ sống chết cùng nàng. Hãy để vi phu cùng nàng đối mặt, được không? Chùa xót quá, chùa xót quá. Ca ca, mau dậy đi. Chiêu Nhi, mẹ và cha con có chút chuyện cần phải xử lý. Con đưa Muội Muội cùng với tiên sinh đi trước đi. Nhớ kỹ, thay cha mẹ chăm sóc tốt cho Muội Muội, biết chưa? Mau, mau đi đi. Đi đi, mẹ, mẹ, mẹ. Chăm sóc tốt cho Muội Muội nha con. Nhị lăng, người ta nói đã. Quan gia à, thế này nhé, ngài để cho cậu ấy ở lại đi, tôi đi với ngài. Ông đi, cái bệnh tật ốm yếu như ông để đại gia đây hầu hạ ông à. Nếu như người không muốn đi, hay là để nương tử này cho ta đi rồi, còn có thể nấu cơm, buổi tối cũng có thể vui vẻ cùng huynh đệ bọn ta đấy, có phải không hả? Người nói gì hả? Tiểu tử, người muốn chết sao? Bắt hết tất cả bọn chúng cho ta. Cha, chân nhân, đây là chuyện gì vậy? Ta mỗi ngày chỉ có thể thi triển pháp thuật, nhưng mà không sao, cách đây không xa nữa rồi, chúng ta đi là tới nơi thôi. Mẹ, có chuyện gì sao? Mẹ, sao vậy? Đợi một lát nữa chúng ta phân ra hành động. Mau lên, mau lên. Chân nhân,
Con và đại ca đi cũng chỉ có phiền phức, chỉ bằng chân chân đi trước. Còn có thể nhanh chân được một chút sao có thể được chứ. Ta đã hứa với cha mẹ của cháu phải chăm sóc huynh đệ của cháu, không phải là đi cứu dì ca sao? Đây, mẹ cháu rốt cuộc đã nói chuyện gì với ngài? Thiên nhân không nói dối. Mẹ cháu nói thiên thần hạ phàm truy đuổi bãi. Phải cháu càng không thể chỉ ngồi nhìn không quản được, tuyệt đối không được trở về. Dương Thiền, Dương Thiền, Dương Chiêu, Dương Chiêu. Giao Cư, cô là người vẫn không còn nhớ Mộng Linh ta hay sao? Ngươi là Mộng Linh do sợi tơ xanh hóa thành đó sao? Nhân duyên nghìn năm hóa thành vạn năm thù hận, dây chưa không dứt. Ngươi nghĩ rằng một sợi tơ có thể làm được gì? Há chỉ là một sợi tơ xanh hóa thành. Năm đó ta làm theo chớp pháp, theo lẽ công bằng, chẳng làm chuyện gì sai cả. Ơn oán với ta và ngươi đã kết thúc từ đó. Chỉ mong ngươi đừng làm hại đến tính mạng của gia đình ta. Mộng Linh ban đầu cũng nghĩ một mình gánh chịu hậu quả. Ngươi có từng tha cho cô ấy không? Được, phụ quân. Cha, 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 Tiểu Hắc, mau cứu cha, cha. Một đám phế vật. Tiểu Hắc, dì Lan ca, quên mau bảo vệ quả gì để đi đối phó với bọn chúng. Cha, tiên phạm Giao Cơ, ngươi tự ý hạ phàm phi phạm thiên quy, mau mau đưa tay chịu trói đi. Mạng của ta là của ta, các ngươi đừng hòng nhúng tay vào. Tiên phạm Giao Cơ tự biết có tội, khẩn thỉnh thiên đình tha mạng cho phu quân ta. Ngươi là kẻ mang tội, há có thể đến lượt ngươi phân trần. Nương tử Thiên Hữu, đừng qua đây, đừng giết hại nương tử ta, đừng giết hại nương tử của ta, đừng. Thiên Hữu, Thiên Hữu, chăm sóc tốt cho các con. Phu quân, phu quân. Ta liều mạng với các ngươi. Vốn dĩ muốn đợi tỷ tỷ quay lại rồi. Nếu ngươi đã cố chấp như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Đại ca, đại ca, dị Lăng, chăm sóc tốt cho cha mẹ. Đại ca, dị Lăng, Thiên Hữu, Thiên Hữu, ta chắc chắn phải chết. Chỉ mong cô nói với ta một câu thật lòng. Trương Sinh, trong lòng Trương Sinh vẫn luôn có ta phải không? Có phải huynh ấy trong lòng vẫn luôn có ta không? Mẹ, 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 cha,
cha. Thiền Nhi, con đừng qua đây, con đi cứu chị ca con đi. Mẹ, sư phụ, con muốn cùng người tu luyện tiên pháp. Tu luyện không phải giống như hai loại công thuật, công có thể tích, chăm chỉ luyện được. Thuật phải ngộ, khai phương phải làm theo như trước từ cổ chí kim. Thủ tận quy nhất, phương pháp từ không có gì mà sinh ra. Còn cứ hoàn cố như vậy, không chỉ làm hại đến tính mạng của cả nhà chúng ta, cũng sẽ hại đến tính mạng của quả di người ta. Để bảo vệ tính mạng của con, mẹ buộc phải đưa cha con rời khỏi nơi đây. Ca, Dương Tiễn, còn gấp gáp cầu toàn chỉ khiến cho tâm thần bất ổn thôi. Ca, Nhị Lăng, Nhị Lăng, Nhị Lăng quả gì? Để cho nó yên tĩnh một mình đi. Dương Tiễn, ngươi là vì tu luyện không thành mà phiền não sao? Ngươi là kẻ nào? Ta là tiểu tiên trong núi này, nghe nói Ngọc Đỉnh Chân Chân thu nhận một đồ đệ tư chất phi phàm. Xem ra chính là ngươi rồi, chỉ là người bình thường thôi mà. Dương Tiễn, xem ra Ngọc Đỉnh Chân Chân chưa nói rõ chân tướng cho ngươi biết. Tội tiên giao cơ mùng 3 tháng 3 sẽ bị áp giải tới Nhiếp Linh Trì chịu cực hình. Đến lúc đó, nếu ngươi chưa thể thành tiên, nhất định sẽ không cứu nổi cô ta. Ngươi nói bậy, mẹ ta chỉ là bị thiên binh bắt về nhốt lại, sao có thể bị xử tử chết chứ? Thân là tiên từ dục giới, biết luật còn phạm luật, đã là tội lớn lắm rồi, tiên đình sao có thể bỏ qua được chứ? Nếu ngươi muốn cứu bà ấy, chỉ còn con đường duy nhất, đó là cùng với viên thông minh Linh Châu đó hợp nhất lại, lấy tầm lực của Linh Châu hút cạn nước của Diếp Linh Trì, lúc đó mới có thể cứu được mẹ ngươi. Bằng không, sợ rằng sẽ không bao giờ được gặp bà ta nữa. Ngươi, sư phụ, Tiễn Nhi, Đồ Nhi muốn hỏi, Đồ Nhi lúc nào mới có thể luyện thành tiên? Con không giống ta, từ chất con phi phạm, đã có Linh Châu phù trợ, không đến nghìn năm liền có thể thành tiên. Nghìn năm sao? Nhưng con nghe nói, nếu con có thể hợp nhất với thông minh Linh Châu làm một, có thể lập tức thành tiên. Có phải có chuyện này không? Quả thật là có cách này, tại sao người không nói với con?
Dương Tiễn, linh châu này là do vong linh tam giới hóa thành, vừa chính vừa tà. Với năng lực của một mình con, căn bản là không thể nào khống chế được. Một khi mất kiểm soát, con sẽ lập tức thành ma. Nhưng mẹ con mùng 3 tháng 3 đã bị đưa đến nhiếp linh trì, xử chết rồi. Con không còn thời gian nữa. Dương Tiễn, không phải ta không muốn nói với con. Với năng lực của con bây giờ, hồn phách căn bản không thể nào khống chế được linh châu. Trừ phi gì ạ? Trừ phi có một linh hồn tinh khiết tự nguyện đến linh châu thôn tính. Nhưng phạm là người muốn đi vào linh châu đều ác có mưu đồ bất chính, đều không phải là linh hồn tinh khiết. Lúc đó cậu ác sẽ thành ma. Thực ra người vẫn luôn tính kế cho thiên giới. Người và bọn họ vốn dĩ là đồng bọn của nhau. Các người đều không cứu, ta tự mình cứu. Dương Tiễn, Nhị Lăng, Nhị Lăng, sư phụ, Thiền Nhi cầu xin người. Người mau đi cứu bọn họ đi. Thiền Nhi, con đứng dậy đi. Không phải là sư phụ không muốn cứu. Nghiệt duyên, nghiệt duyên. Tiên phạm giao cơ, vi phạm tiên quy, tự ý hạ phàm, không chịu nhận tội, hành hình tại nhiếp linh trì. Mẹ, Nhị Lăng, mẹ, Nhị Lăng. Dương Tiễn, thiên quy thiên điều, há có thể để ngươi khinh nhận? Nếu vừa chống lại, thiên đình sẽ xử quyết cả ngươi. Hôm nay ta nhất định sẽ cứu mẹ ta ra ngoài. Tôi nếu muốn cứu bà ấy, chỉ còn con đường duy nhất, đó chính là hợp nhất với viên thông minh linh châu. Lấy tầm lực của linh châu hút cạn nếu của nhiếp linh trì, lúc đó mới có thể cứu được mẹ ngươi. Bỉ ổi. Tiểu yêu đã hoàn thành sứ mệnh, xin hỏi chiến thần có thể quy vị thành tiên không? Ngươi muốn thành tiên? Được, ta thành toàn cho ngươi. Dương Tiễn, cứ cho rằng nước của nhiếp linh trì thật sự có thể bị ngươi hút cạn sao? Nực cười, thiên đình sớm đã biết chuyện linh châu rồi. Nếu không phải như vậy, sao có thể hút hết được pháp lực của ngươi? Bây giờ ngươi đã trở thành một người phàm rồi, mau giở tay chịu trói đi. Nhị Lan ca, Nhị Lan ca. Quả gì? Nhị Lan ca, ta không thể ngồi nhìn mẹ ta chịu phạt mà không quản được. Quả gì? Xin lỗi muội, ta sợ rằng không thể đi tiếp cùng muội được nữa rồi. Nhị Lan ca, Nhị Lan ca, muội mau rời khỏi đây đi. Sống tiếp cho tốt. Dương Tiễn, linh châu này là do vong linh tam giới hóa thành, vừa chính vừa tà. Với năng lực của một mình con, căn bản không thể nào khống chế được, trừ khi có một linh hồn tinh khiết. Nhị Lan ca, ta đã tìm ra cách mãi mãi ở bên cạnh huynh rồi. Sau này sẽ không có người nào có thể chia cách chúng ta nữa. Quang!
quả gì? Quả gì? Ta đưa muội rời khỏi nơi đây, tìm một nơi yên tĩnh ẩn nấp. Như vậy chúng ta có thể ở bên nhau cả đời rồi. Nhị Lan Ca, Quỳnh ấy thật lòng yêu thương con, không giấu gì cha. Con chính là muốn gả cho Quỳnh ấy. Quả gì? Quả gì? Nhị Lan Ca, 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 Nhị Lan Ca. Ai nói giúp linh trì này không thể hút cạn chứ? Các người lạm dụng thiên quy tần chứ, không xứng làm tiên. Lên. Nếu như không phải là người của Linh Châu phù trợ, ta sớm đã. Nhị Lăng, dừng tay. Ta là phương mẫu của thiên đình, Dương Tiễn không được vô lễ. Phương mẫu thì liên quan gì tới ta? Đợi ta tiêu diệt chúng thần, từ đây không còn cái gì gọi là trời nữa cả. Nhị Lăng, không được. Phương mẫu là người làm theo lẽ công bằng, nhưng để sẽ xử lý công bằng chuyện này. Mẹ à, đừng cầu xin những kẻ tự ý lạm dụng tư hình này nữa. Nhị Lăng, không được đối nghịch với thiên đình, không được gây thêm oan nghiệt nữa. Phương mẫu nương nương, con trai của thần và thông minh Linh Châu cầu xin cộng tử, khẩn cầu thiên đình xá miễn cho tội không biết của Dương Tiễn. Dương Tiễn, Dương Tiễn, ngươi hãy xem ta xử trí có công bằng hay không. Ngọc Tiêu chiến thần, có thần, ngươi tự ý dùng binh quyền có biết tội không? Thần không làm hết chức trách, thần vượt quá chức vụ. Tất cả đều là vì trật tự của thiên đình. Đừng tưởng không ai biết tâm tư của ngươi. Năm đó ngươi trêu ghẹo một linh tiên tử không được, sinh lòng đố kỵ cô ấy và người phàm yêu nhau, cho rằng thiên đình thật sự không biết sao? Thần chấp hành theo lẽ công bằng, mong thiên đình minh xét cho. Vậy ngươi vì muốn có được thông minh Linh Châu, điều động thiên binh thiên tướng, tự ý giam cầm giao cơ, lẽ nào là ý chỉ của thiên đình sao? Ngọc Tiêu chiến thần, ngươi lạm dụng chức quyền, tội danh rõ ràng, lập tức phế bỏ thần chức, chờ đợi an bài. Nương nương, nương nương, một đám người giả nhân giả nghĩa làm bộ làm tịch, kịch này diễn hay lắm. Mẹ, đừng để bị bọn họ lừa đảo, quả nhi cũng là bị bọn chúng hại chết. Nhị Lăng, không được nói vậy. Dương Tiễn, chỉ cần ngươi đồng ý lên trời trở thành thần, không xâm phạm tới thiên đình nữa, dùng thần phách bảo vệ Linh Châu, không được phép làm loạn tam giới nữa, cũng xem như thay giao cơ chuộc tội, thiên đình có thể xá tội miễn chớ cho nàng ta. Mẹ ta tự cứu, xem ai dám ngăn cản ta. Thành tiên vô vị, nếu như bà muốn có thông minh Linh Châu thì tự đi mà lấy. Nhị Lăng, nếu ngươi làm như vậy, ta có thể cứu sống quả nhi.
Lời này là thật sao? Ngươi phải đồng ý lên trời làm thần chứ. Bà có điều gì giấu ta sao? Cứu sống quả gì dễ như trở bàn tay, nhưng thiên quy chu quy không thể phá vỡ được. Nếu ngươi thành thần liền không được cùng quả gì yêu nhau, cậu ấy cũng sẽ quên đi tình này. Diều gió của ta, diều gió của ta, của ta, diều gió của ta, đa tạ tỷ tỷ nhé. Đa tạ huynh.